Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường lao động và tình hình của thị trường lao động luôn là vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động đặc biệt quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống an sinh của mỗi người dân. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, thời điểm khác nhau thì thị trường lao động có những chuyển biến khác nhau. Cũng chính vì vậy, để đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì việc đưa ra những thông tin thị trường lao động là điều hết sức cần thiết. Với mục tiêu đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Chuyển đổi việc làm ở lao động trẻ nên hay không? Vâng, tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này? Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi việc làm hay nói một cách dân dã trong thị trường lao động đó chính là tình trạng nhảy việc thì ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một xu hướng không thể phủ nhận trong môi trường lao động hiện đại hiện nay. Sự chuyển đổi này không chỉ phản ánh những thách thức và cơ hội của thị trường lao động mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về động lực, giá trị cá nhân và chiến lược quản lý nhân sự của các doanh nghiệp hiện nay. Và để trao đổi về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Xin chào MC. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Xin được trân trọng giới thiệu em Phạm Minh Quân, một sinh viên chuẩn bị ra trường và cũng là một lao động trẻ. Vâng ạ, xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng như là xin được chào chú Thành cũng như là chị MC ạ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đặc biệt đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi cùng trò chuyện và trao đổi với các vị khách mời về chủ đề chuyển đổi việc làm ở lao động trẻ nên hay không, thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi một số hình ảnh ngay sau đây. Do là em cũng ở trong một môi trường lâu quá rồi ấy, nên là em muốn tìm một công việc mới để thay đổi cái môi trường và có những công nghệ mới để học tập. Tất nhiên là khi mà nhảy việc thì bọn em sẽ phải tìm một công việc nào nó lương nó thu nhập nó cao hơn nữa và một môi trường mà nó có nhiều cơ hội cho mình hơn. Một công ty nào đấy văn hóa nó thoải mái hơn cho nhân viên và đáp ứng được nhiều hơn những cái quyền lợi của mình. Trước mắt thì em đang cần tìm về một công việc bán thời gian trước ạ. Rồi mình dần dần mình sẽ cần điều chỉnh về thời gian vừa học vừa làm. Trong chương trình ngày hôm nay thì Quân có thể chia sẻ với khán giả truyền hình thêm về cái công việc mà em đang làm hiện nay được không? Dạ vâng ạ. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Phạm Minh Quân, hiện tại em là sinh viên ngành marketing. Về định hướng lâu dài của em sẽ làm về ngành marketing. Vì vậy mà hai công việc đầu tiên em đang làm đấy là về truyền thông cũng như là livestream cho một doanh nghiệp về lĩnh vực đồ ăn vặt ạ. Hai công việc hiện tại thì cũng đang bổ trợ cho định hướng tương lai của em. Đó chính là rèn luyện cái sự tư duy sáng tạo nội dung cũng như là học cách viết content làm sao thu hút được đến đối tượng. Bên cạnh đấy cũng là rèn luyện sự tự tin khi đứng trước ống kính máy quay ạ. Chị thấy rằng là ngoài việc công việc làm livestream thì Quân cũng có làm một số công việc khác như là ở trường học và có thể nói là ở những cái công việc thì em cũng hết sức là đa dạng, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là hiện nay ở một bộ phận giới trẻ có những cái xu hướng về chuyển đổi việc làm. Với Quân thì Quân nghĩ sao về vấn đề này? Về việc chuyển đổi việc làm thì trong thời đại hiện nay em nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những cái lĩnh vực cũng như là việc làm để giới trẻ như em có thể là lựa chọn. Nhưng đối với cá nhân em thì cũng là một người cũng đã có cho mình những cái định hướng lâu dài và công việc hiện tại thì cũng đang đi theo đúng những cái định hướng của em. Thế là hiện tại thì em nghĩ rằng là mình chưa có ý định sẽ chuyển đổi việc làm. Cảm ơn những cái thông tin mà bạn Quân chia sẻ. Xin được hỏi ông Vũ Quang Thành, thưa ông là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội là một đơn vị giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời gian vừa qua và cũng là đơn vị giới thiệu gắn kết cung cầu lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Vậy thì ông có thể chia sẻ là thực trạng vấn đề chuyển đổi việc làm ở lao động trẻ hiện nay đang diễn biến như thế nào thưa ông? Vâng thưa chị, thì với các hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, đặc biệt là các cái hoạt động mà hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho người lao động, thì qua quan sát của chúng tôi cũng như qua các hoạt động thu thập thì phải nói đúng như chị nhận định, thì trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ lao động trẻ mà chuyển đổi việc làm cũng ngày một nhiều hơn. Cái này thì có thể là không chỉ riêng Hà Nội mà khắp các tỉnh thành khác trên toàn quốc đều có cái xu hướng này. Đấy. Và chúng tôi cũng có những cái trao đổi và có những cái trực tiếp là trao đổi với người lao động. Đấy. Cũng kể cả những bạn lao động trẻ
qua đến trung tâm tìm việc, không phải một lần, hai lần, rồi có thể là vừa mới tìm được một thời gian, một, hai năm, năm, bảy tháng, lại tiếp tục quay lại để tìm kiếm một cái vị trí việc làm mới chẳng hạn, có một cơ hội việc làm tốt hơn. Thì có thể nhìn thấy, nhận thấy là cũng xuất phát từ những cái có thể là thu nhập tốt hơn, điều kiện môi trường làm việc tốt hơn, hoặc là thay đổi những cái về cái cơ hội phát triển nghề nghiệp nó tốt hơn. Thì cái này nó cũng xuất phát từ thực tế của thị trường cũng như là của chính bản thân người lao động. Vâng ạ, thưa ông, tại sao một bộ phận lao động trẻ thì lại thường xuyên diễn ra cái việc chuyển đổi việc làm hơn là những lao động họ có thâm niên ạ? Thực ra thì cái này nó cũng xuất phát từ thực tế. Có thể thấy rằng là thị trường lao động của chúng ta thì ngày càng phát triển. Đấy. Và các cái lĩnh vực nghề nghiệp, các cái cơ cấu ngành nghề nó ngày càng một nhiều hơn. Đấy. Nó rất nhiều và đa dạng, đòi hỏi rất nhiều kể về mặt công nghệ, về mặt trí tuệ, về mặt kỹ năng. Thì có thể thấy những cái xu hướng trước đây, những cái lao động mà có cái thâm niên nó lâu hơn, cũng đã quen trong những cái môi trường làm việc cũ rồi, thì cái việc mà chuyển đổi nghề nghiệp ở những cái vị trí này hầu như là cũng rất là ít. Đấy. Thế còn lại thì cái việc mà một số bộ phận lao động trẻ có cái xu hướng ngày càng phổ biến thì có thể có những cái nguyên nhân. Thứ nhất là người lao động thường mong muốn để tìm kiếm cho mình những cái cơ hội phát triển bản thân cũng như sự nghiệp nó tốt hơn. Đấy, cái này là cái mà có thể chúng ta nhìn thấy cũng nhiều bạn lao động trẻ trong quá trình tham gia thị trường lao động, sau đó tiếp cận thị trường lao động, tìm kiếm công việc cho mình, rồi có những sự thay đổi, chuyển đổi, thì mục tiêu cũng vẫn là như vậy thôi. Hai nữa là, thứ hai là trong cái thời đại công nghệ số, sự chuyển đổi số rất là nhanh và những cái lĩnh vực ngành nghề mới cũng phát triển rất là nhiều. Đấy, thì cái việc mà lực lượng lao động trẻ có thể là có một bộ phận đấy, có thể tiếp tục chuyển đổi để trang bị cho mình những kỹ năng nó tốt hơn. Đấy, cái này cũng là một trong những cái mà tích cực, cũng hết sức tích cực đối với lực lượng lao động trẻ. Và cái nữa thì có thể thấy là cái đặc biệt là cái lực lượng mà chúng ta vẫn đang gọi là Gen Z như bạn ngồi bên cạnh này. Đấy, thì có thể thấy rằng là họ muốn được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hay là môi trường làm việc. Đấy, ngoại trừ cái thu nhập ra thì họ cũng mong muốn có một cái việc đó. Đấy, trong cái điều kiện mà chúng ta biết mặt bằng cuộc sống bây giờ nó tốt hơn rồi, không phải như ngày xưa nữa, nó cũng rất là khó. Nói chung là mình thấy là chia sẻ nó có thể là nó khó hơn và nó cũng có trải qua những thời kỳ nó cũng khó khăn hơn. Đấy, thì cái này thì hiện tại thì cái thế hệ mới thì nó cũng có những cái tích cực hơn đấy, trong cái việc đó. Và cũng có thể thường là có thể thấy, tôi cũng trao đổi trực tiếp với nhiều bạn trẻ, thì cái, một trong những động lực thì các bạn có thể thấy rằng là các bạn sẽ tìm kiếm cho mình những cái thay đổi, cái chuyển đổi công việc thì mong muốn là có một cái nguồn thu nhập nó tốt hơn. Đấy, cái này cũng là những cái động lực nó cũng thúc đẩy cái sự thay đổi đó. Đấy, mức lương cao hơn để mà chuyển đổi. Rồi cái so với thế hệ trước thì lực lượng lao động trẻ có xu hướng phải chấp nhận làm lâu dài thì trong một môi trường công việc thì nó cũng hạn chế hơn. Vâng. Nó có nhiều cái thay đổi, với thế giới chúng ta thay đổi liên tục. Các bạn trẻ bây giờ thì cũng có nhiều những tư duy sáng tạo thay đổi. Tất nhiên thì cái việc này chút nữa thì chúng ta sẽ phân tích vào những cái sự ảnh hưởng của nó. Nhưng đây là có một số những cái lý do như vậy mà tôi cũng chia sẻ như vậy. Vâng ạ, đó là góc nhìn của chuyên gia. Và xin được hỏi em Quân, thực tế từ bản thân em, rồi thực tế từ những người xung quanh em, những bạn trẻ khác, thì em nhận thấy là việc chuyển đổi việc làm từ cơ quan này hay là từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, hay là từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, thì nó mang lại những cái lợi ích gì cho bản thân? Rồi bên cạnh đó thì nó có những cái hạn chế gì đối với các em, đặc biệt là với những cái lao động trẻ? Dạ vâng ạ, về ưu điểm thì đối với em, nếu như mà mình có chuyển đổi việc làm thì sẽ là có thêm được cho mình những cái kinh nghiệm cũng như những cái kiến thức về cái kỹ năng về lĩnh vực về marketing ạ. Bên cạnh đấy thì em cũng có thể là có thêm cho mình nhiều trải nghiệm hơn về những cái lĩnh vực về marketing. Bên cạnh đấy thì cũng có được cho mình những cái gọi là cơ hội phát triển, tìm hiểu và khám phá được bản thân, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Còn về mặt hạn chế đối với em về việc là chuyển đổi việc làm nhiều thì có lẽ đó chính là việc là em sẽ không học được những cái kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực là marketing. Bên cạnh đấy thì em cũng có thể là sẽ tốn nhiều thời gian hơn trong việc là mình tiếp thu những cái công việc mới hoặc là tham gia và gia nhập một cái văn hóa doanh nghiệp mới ạ. Từ đấy thì sẽ ảnh hưởng đến cái định hướng cũng như là cái sự phát triển bản thân ạ.
khi mà đi làm thì thường em sẽ quan tâm đến những vấn đề gì? Ví dụ như chú Thành có vừa nói rằng những cái vấn đề về về mức lương đúng không ạ? Hay là về môi trường làm việc, cái chính sách trong lao động việc làm. Thì bản thân em thì em thường quan tâm đến những vấn đề gì? Và xung quanh em, những bạn trẻ khác thì họ có quan tâm đến những vấn đề đó hay không? Cá nhân em thì là một người cũng rất là quan tâm đến việc là môi trường làm việc của mình như thế nào. Thì cũng như là hiện tại công việc em đang làm thì cũng đang cung cấp được cho em những cái kiến thức mà đi đúng với cả định hướng mà em đã đề ra. Thì đối với những bạn xung quanh em, những bạn bè xung quanh em thì các bạn cũng khá là quan tâm đến việc là một cái môi trường làm việc năng động, cũng như là sáng tạo để các bạn ấy có thể là rèn luyện cái tư duy của mình. Còn mức lương hay là những cái chế độ chính sách thì sao? Có bao giờ những người lao động trẻ như bọn em thì nghĩ đến không? Thật ra thì em cũng là một sinh viên cũng đang đi làm. Thì em cũng nghĩ rằng là mình đầu tiên khi mà trước khi ra trường thì mình cũng sẽ cần những cái kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong cái lĩnh vực ngành nghề. Bên cạnh đó thì với Quân thì là xác định cái việc đi làm hay chuyển đổi việc làm thì đó là cái việc chúng ta tư duy cũng như là đầu tư những cái lượng kiến thức, những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực ngành nghề mình theo học. Bên cạnh đó thì trên thực tế cũng có rất nhiều bạn trẻ, đúng không thưa ông Vũ Quang Thành, là họ sẽ quan tâm đến ngoài là cái môi trường làm việc, họ quan tâm đến mức lương, rồi họ quan tâm đến chính sách lao động việc làm của chính doanh nghiệp đó. Và đó chính là dẫn đến cái tình trạng là chuyển đổi việc làm, cơ chế trong doanh nghiệp, cơ chế, những cái cơ chế hoạt động trong một doanh nghiệp. Vậy thì với bản thân Quân thì Quân đã bao giờ nghĩ đến cái việc là trong thời gian tới hay là trong tương lai thì mình sẽ có những cái sự chuyển đổi về việc làm không? Đối với em thì cá nhân em là một người cũng rất là mong muốn được gắn bó với công ty cũng như phát triển lâu dài cho bản thân của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ rằng ở tương lai thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái tác động, ví dụ như là văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của công ty, chính sách của công ty. Ngoài ra cũng sẽ chính là những cái việc có cơ hội để phát triển bản thân của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì em vẫn còn có thể học được ở lĩnh vực mà mình đang làm việc cũng như là đi theo đúng cái lộ trình của mình ạ. Thì em nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì em sẽ chưa có ý định là mình sẽ chuyển đổi việc làm. Cảm ơn thông tin chia sẻ của Quân. Vâng ạ, thưa ông Vũ Quang Thành, nhân đây thì có những cái người lao động trẻ và có những khán giả là người lao động trẻ, thì ông có thể chia sẻ là với cái việc chuyển đổi việc làm ở người lao động trẻ, đặc biệt là những cái giới trẻ hiện nay, thì sẽ mang lại những cái lợi thế gì cho các bạn, và ngược lại thì sẽ có những cái hạn chế gì cho các bạn trong những cái vấn đề ổn định việc làm? Thực ra ở đây chúng ta phân tích với góc độ cái chúng ta thấy được những cái ưu điểm của nó chứ. Thì có thể thấy là khi có những sự thay đổi, kể cả có cháu Quân đây, thì có những sự thay đổi, các bạn trẻ có sự thay đổi nhiều lần về, thì họ có thể là cái tích lũy được những cái kinh nghiệm đa dạng hơn sau mỗi một lần chuyển đổi công việc. Cái này là thực tế, đúng không ạ? Đấy, có thể mang lại cái môi trường mới, mang lại cho họ những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới, rồi họ trau dồi được kể cả những cái quy trình mới, công nghệ mới. Và cái thứ hai là có thể thấy là khi chuyển đổi này thì mình có thể nhìn nhận rất rõ là họ cũng mở rộng được cái mạng lưới, cái mối quan hệ. Đấy, có thể rất là nhiều, đúng không ạ? Từ 1, 2, 3 rồi khi họ thay đổi thì có thể đấy là những cái nét tích cực. Họ mở rộng được mạng lưới mối quan hệ ra với cá nhân người lao động thôi. Rồi tiếp đến thì tăng cường được cái khả năng thích nghi. Cái này thực tế bởi vì là khi họ chuyển đổi thì họ từ đơn vị này có thể sang đơn vị khác, hoặc môi trường làm việc này sang môi trường làm việc khác. Cái tính linh hoạt, cái tính thích nghi của họ sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Thì có thể là khi mà mình chuyển đến một cái đơn vị mới thì mình nhìn thấy rằng là trong cái đơn vị mới này, với cái vai trò của mình, với cái nghề nghiệp của mình, kỹ năng của mình, kiến thức của mình, thì cơ hội thăng tiến rất dễ có. Đấy, thì đấy cũng là những cái mà là tích cực. Rồi nữa là cái kể cả cái cải thiện cái thu nhập. Thì cái này cũng là cái mà cũng mỗi một lần chuyển việc thì cái lực lượng lao động trẻ cũng đều hướng đến cái việc đó. Thu nhập, rồi điều kiện làm việc, môi trường làm việc, cơ chế chính sách của doanh nghiệp thì đều liên quan đến việc đó. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì sẽ có những cái nhược điểm nhất định. Đấy. Chúng ta có thể thấy là cái việc chuyển đổi nhiều trong lao động trẻ, để Quân ngồi đây lao động trẻ, lao động tương lai, chúng ta thấy rất rõ là thiếu sự ổn định. Đấy, cái đấy là thực tế. Chuyển đổi làm việc liên tục có thể gây ra cái cảm giác là kể cả ngay bản thân người lao động là bất ổn trong cái việc sự nghiệp của mình. Thứ hai là cái này thì có thể là rất rõ này, là cái mất uy tín trong mắt nhà tuyển dụng. Mình nhìn thấy trong sơ yếu CV của anh ấy thì này, thời gian rất ngắn anh ấy nhảy 3-4 đơn vị, thì bây giờ anh về đơn vị mình, liệu anh có gắn bó không? Rồi có một cái mà Quân vừa nói, chia sẻ là khó khăn trong việc phát triển chuyên sâu về nghề nghiệp.
kỹ năng nghề nghiệp. Mình nhảy nhót, gọi là mình chuyển đổi. Thì tự nhiên để mình nghiên cứu chuyên sâu về cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình có một sự hạn chế. Cái áp lực tìm kiếm công việc liên tục và chuyển việc nhiều lần thì sẽ tạo ra một cái áp lực cho với cá nhân chính người lao động. Rồi cái nữa là một cái này là có thể trong quãng đời làm việc, lao động, đối với mỗi một người lao động thì hướng đến đó là sự thăng tiến. Nếu mà mình cứ chuyển đổi nhiều thì cũng chắc chắn là cũng khó mà xây dựng được một cái sự thăng tiến về mặt dài hạn. Vâng ạ, thưa ông, là một đơn vị hàng năm thì tổ chức hàng trăm cuộc những cái phiên giao dịch việc làm hàng ngày cũng như là những cái phiên giao dịch diễn ra ở các địa phương và gắn kết hàng nghìn các đơn vị doanh nghiệp với người lao động trên địa bàn. Thì nhân đây ông có thể chia sẻ có những cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ trong vấn đề, trong cái thực trạng chuyển đổi việc làm này ạ? Trước khi chuyển đổi việc làm thì người lao động trẻ cần phải xác định mục tiêu, rồi suy nghĩ xem có nên... có liệu cái công việc thay đổi mới này có phù hợp với bản thân họ hay không. Rồi phải cân nhắc kỹ, cẩn thận về tác động của việc chuyển đổi này đối với cái sự phát triển của nghề nghiệp, sự nghiệp của mình. Đấy. Cái việc nữa là phải cần phải phát triển cái kỹ năng nó chuyên môn sâu. Mặc dù thì tích lũy kinh nghiệm đa dạng hơn, phong phú hơn, nhưng cái mặt cần phải chuyên sâu về cái rèn luyện, cái nâng cao cái kỹ năng chuyên môn của bản thân, cái điều đấy rất quan trọng trong cả quãng một cái quãng đường lao động trước mắt, lao động làm việc trước mắt. Rồi cái nữa là phải cần phải xây dựng mối quan hệ dài hạn. Thì lao động cần trẻ cần phải duy trì các cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cái này thực sự là phải mối quan hệ dài hạn. Chúng ta cứ như đi chỗ này một chút rồi đi chỗ kia một chút, đúng không ạ? Thì thực ra chúng ta có thể bản thân chúng ta thấy rằng như thế là chúng ta có thể va chạm xã hội rất nhiều, đối tượng xã hội rất nhiều, anh em bạn bè rất nhiều, nhưng mà thực ra các cái mối quan hệ dài hạn là chúng ta không có. Phải xem xét kỹ trước khi chuyển việc, trước khi chuyển việc sang công việc mới thì nó sẽ xem xét kỹ về mức lương, về môi trường làm việc, về điều kiện làm việc, về các cái quy chế, cơ chế, quy định ở trong doanh nghiệp, cơ chế chính sách thế nào cho nó phù hợp với cá nhân họ, với bản thân họ, rồi duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cái việc nữa đó là cái ổn định về mặt tài chính. Thì cái này rõ ràng là khi chuyển nhiều việc thì việc duy trì một cái nền tảng tài chính vững chắc thì nó cũng là một cái điều rất là quan trọng đối với quá trình làm việc là của người lao động. Vâng ạ. Thưa ông, khi mà lao động trẻ chuyển đổi việc làm thì không chỉ người lao động có những cái tác động đâu ạ, mà chính những cái doanh nghiệp của chúng ta thì cũng có những cái sự tác động, có những cái ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất kinh doanh của mình, cũng như là hệ thống người lao động tham gia vào cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thì theo ông là doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng như nào từ những cái việc chuyển đổi việc làm từ lao động trẻ diễn ra như vậy, và từ đó thì chúng ta nên có những cái cơ chế chính sách như nào từ phía doanh nghiệp để làm sao giữ chân những người lao động trẻ? Thực ra thì ở đây mình có thể nhận thấy rất rõ là nó có tác động trực tiếp đến cái việc là đầu tiên là chi phí tuyển dụng và đào tạo. Đấy. Cái chi phí tuyển dụng thì bất kể một doanh nghiệp nào cũng để dành những cái nguồn về công tác chi phí tuyển dụng. Và sau khi tuyển dụng được một người thì bao giờ cũng muốn rằng là gắn bó, giữ người đó làm việc trong đơn vị. Ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó để mà đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Đấy, thì cái này là cái chi phí tuyển dụng. Với hai nữa là hiện tại bây giờ chúng ta vẫn thấy là tuyển dụng xong về là phải tập trung đào tạo để mà làm quen với môi trường làm việc ở trong đơn vị, rồi các cái công nghệ, các cái kỹ thuật mới ở trong đơn vị, các cái cơ cấu chuyển đổi trong đơn vị. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến hiệu suất và tinh thần làm việc. Ở trong cái tôi, bởi vì là rõ ràng là cái hiệu suất làm việc sẽ giảm. Nếu như mà khi mà cái người lao động mà nhảy việc thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rồi khó khăn trong việc xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp. Đấy, văn hóa doanh nghiệp mà sẽ bị ảnh hưởng tác động rất là nhiều. Đấy, bởi vì không duy trì được một đội ngũ nhân viên ổn định để mà xây dựng và giữ vững được cái văn hóa doanh nghiệp. Rồi tiếp tục ảnh hưởng đến cái việc là cái này thì như chị đề cập lúc nãy, đó là áp lực cạnh tranh để thu hút nhân tài. Đấy, có nhiều doanh nghiệp thì bây giờ có thể đưa ra những cái phương pháp, những cái biện pháp cạnh tranh trong cái quá trình mà giữ chân người lao động, giữ chân nhân tài. Từ đó thì có thể là kể cả là buộc người doanh nghiệp lại cũng phải tìm ra những cái phương pháp quản trị mới trong cái công cách quản trị nhân lực. Đấy, những cái chế độ chính sách mới áp dụng đãi ngộ thế nào để phù hợp trong cái thời bối cảnh hiện tại cũng như là trong cái sự phát triển của thị trường lao động chẳng hạn. Mặt khác thì nó trực tiếp là tác động đến thị trường lao động.
tác động đến thị trường lao động thì có thể thấy tính tích cực thì thị trường lao động của chúng ta nó sẽ trở nên linh hoạt hơn. Đấy, có nhiều cái sự chuyển đổi, các cái sự thay đổi về mặt kỹ năng, về mặt nghề nghiệp, đúng không ạ? Rồi các cái cơ hội việc làm mới qua những cái hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thì có thể thấy là mình cũng cần có những cơ chế chính sách cụ thể. Đấy, yêu cầu doanh nghiệp có thể là gắn bó, là kể cả trong quá trình tuyển dụng thì người lao động phải gắn bó thế nào, vâng, giữ chân thế nào, vâng, để làm sao mà đảm nhiệm cái tính chất công việc đó, vị trí việc làm đó ít nhất trong một khoảng thời gian nào. Có thể là có những cái phương pháp đào tạo nhân lực thế nào, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ra làm sao. Đấy, nó gắn với cái cơ chế chính sách nó mang tính tầm vĩ mô hơn, để mà doanh nghiệp hay là người lao động khi gặp nhau là đã thấy là rất ok rồi. Đấy, là và có sự gắn bó rồi, vâng, ổn định về mặt vị trí công việc. Câu hỏi cuối xin được hỏi ông, nhưng mà xin phép được quay trở lại chính chủ đề của chúng ta là chuyển đổi việc làm ở lao động trẻ, thì vậy là có nên hay không ạ? Có thể với góc nhìn khác nhau, có những cái góc nhìn hết sức tích cực. Đấy, với những cái phân tích lúc nãy là mình chia sẻ từ cái tính ưu điểm và có một số cái hạn chế, hiện nay cũng chưa có một cái đánh giá hay là một cái nhìn nhận chính xác nào cho vấn đề này. Đấy, thì nhưng mà có thể cho phép là với việc thay đổi công việc thì ở đây thì như lúc nãy tôi đã khuyên rồi, kể cả đối với lao động trẻ thì nhìn thấy cái tính tích cực như thế rồi và có những cái hạn chế như thế rồi, thì tùy theo từng giai đoạn cụ thể, tùy theo từng thời điểm cụ thể và tùy theo lĩnh vực ngành nghề cụ thể, vị trí việc làm cụ thể, chúng ta sẽ có những cái định hướng, có những cái quyết định mang tính đúng đắn nhất để làm sao mà tránh khỏi được những cái hạn chế mà hướng đến những cái tính tích cực. Dạ vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của ông Vũ Quang Thành ạ. Về ý kiến này thì xin được hỏi ý kiến của Quân. Theo cá nhân em sẽ là cái việc là mục tiêu cũng như định hướng của mình cũng như chú Thành cũng đã nói ạ, là mục tiêu nghề nghiệp chúng ta cũng cần phải rõ ràng. Thì em nghĩ rằng là nếu như những lao động trẻ như em mà chưa có những cái mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng thì mình cũng sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng, có thể là hỏi các chuyên gia như chú Thành ở đây, hay là mình cũng có thể hỏi những cái người cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc là chọn lựa cũng như là tìm kiếm cho mình một cái định hướng mục tiêu cụ thể ạ. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Quân và cảm ơn sự chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay, và mong rằng là với những cái thông tin về những định hướng về cơ chế chính sách rồi môi trường việc làm cho lao động trẻ thì những người lao động trẻ thì sẽ rút ra được những cái quyết định đúng đắn trong cái vấn đề việc làm của mình, bởi vì không chỉ là ổn định việc làm cho chính người lao động đâu mà qua đó thì còn góp phần vào ổn định trong thị trường lao động của chúng ta. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội là đơn vị có nhiệm vụ gắn kết cung cầu giữa doanh nghiệp với người lao động. Và trong những năm qua thì hoạt động này, chương trình này tích cực và mạnh mẽ đã góp phần ổn định thị trường lao động trước những khó khăn biến động của thị trường lao động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Tại Hà Nội, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội thành phố thời gian qua đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sản xuất, nông, lâm nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, phục hồi nhanh ở các ngành, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và có những tín hiệu tích cực. Công tác giải quyết việc làm kết nối cung cầu lao động cũng đã được ngành lao động thương binh và xã hội thủ đô triển khai tích cực, đa dạng với nhiều phiên giao dịch việc làm. Nhờ vậy đã giúp cho thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối cung cầu lao động, giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày trực tuyến tại Sàn Giao dịch Việc làm Hà Nội và các sàn vệ tinh. Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Sở cũng đã tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm. Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình kinh tế xã hội thành phố Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục có những điểm sáng, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt, sản xuất công nghiệp khởi sắc, hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và có những tín hiệu tích cực. Những điều này kéo theo tín hiệu tích cực đối với thị trường lao động, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm lĩnh vực chính như thương mại, dịch vụ thường chiếm hơn 90% tổng nhu cầu tuyển dụng. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới của các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục có sự biến động. Từ nay đến cuối năm cần tuyển mới khoảng từ 60.000 đến 80.000 lao động.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đang tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin thị trường lao động đến người lao động tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm thu hút nguồn lao động, nhất là đối với nhóm thiếu việc làm, mất việc làm, tham gia phiên giao dịch việc làm hàng ngày, phiên trực tuyến, lưu động để tìm kiếm được công việc phù hợp, đồng thời cũng nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng được lao động đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tăng cường công tác giải quyết việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là vào dịp cuối năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đã triển khai việc giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lao động khuyết tật. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó trên 30.000 người có khả năng lao động. Thuần bản thân Thuần là một người khuyết tật từ bé. Đến bây giờ thì mình có thể đi bất kể đâu, mình có thể sống được với cái nghề của mình. Với cái nghề chăm sóc là làm đẹp như điều trị mụn nám tàn nhang thì kể cả mình đến đâu mình cũng có thể sống được. Và mình cũng muốn lan tỏa cái nghề này đến cho các bạn để các bạn có thể, kể cả các bạn không nhìn thấy gì luôn, các bạn nhấn huyệt đúng huyệt và tác động vào đúng những các cái mạch cũng như là cái kinh lạc để điều trị cho khách hàng hết cái nỗi đau của khách hàng, thì đương nhiên là các bạn sẽ có tiền để các bạn sống. Mặc dù các bạn không cần phải mở xưởng, không cần phải có vốn lớn, các bạn có thể sống bằng cái chính cái khả năng của mình. Có những bạn có những cái việc làm rất là tốt ở những cái công ty doanh nghiệp bên ngoài và đã khẳng định được cái vị thế của họ. Và có những người họ chia sẻ là bản thân gia đình của họ cũng thế, thấy được là trước đây con mình, chị anh chị em mình như vậy, nhưng bây giờ không ngờ là đã được đi biển, đã leo núi, đã đến những cái nơi này nơi kia, để họ thấy được rằng cái cơ hội mở mang và giúp cho người khuyết tật tự nhiên họ trở nên rất là tự tin hơn. Đấy, họ tự tin với chính mình, tự tin tham gia hoạt động nhập cộng đồng và họ nghĩ là họ có khả năng đóng góp cái sức lao động, cái khả năng của mình cho gia đình, cho xã hội chứ không chỉ là phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Thì cái đấy là phía bản thân người khuyết tật. Có thể nói việc làm cho người khuyết tật chính là con đường bền vững để giúp họ thực sự hòa nhập cuộc sống. Có việc làm, người khuyết tật không chỉ có cơ hội tiếp xúc với xã hội mà còn có thu nhập, tạo dựng cuộc sống tự lập. Đồng thời, những phiên giao dịch việc làm như thế này đã mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật, tiếp cận những thông tin đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy của các đơn vị tuyển dụng, hiểu biết về chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực việc làm của người khuyết tật. Qua đó, người khuyết tật cũng đạt được những ước mơ trong cuộc sống, có thêm thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình. Môi trường làm việc ở đây rất là tốt. Một môi trường thoải mái, năng động và trẻ trung. Về chính sách thì cũng ổn. Về mức thu nhập thì đủ tốt để cho mình có thể sống và thoải mái tiêu xài ở Hà Nội. Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đã phối hợp với nhà trường tổ chức Ngày hội Việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian. Chương trình đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn sinh viên với 1.670 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Trong những năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng sống cũng như các kỹ năng mềm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của các sinh viên, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Ngày hội việc làm là hoạt động thường niên được Học viện và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp tổ chức, mang ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ hơn 5.000 sinh viên của Học viện dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp để có được việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên năm cuối cũng đã tìm được cơ hội việc làm khi ra trường, qua đó lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng và có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống. Các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng trở lên có 371 chỉ tiêu, chiếm 22,3% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, các vị trí kinh doanh quản lý, nhân viên pháp lý, giám sát, trưởng phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao. Cơ hội việc làm tại Ngày hội Việc làm tập trung chủ yếu ở nhóm 18 đến 25 tuổi với 984 chỉ tiêu, chiếm 58,9% và nhóm tuổi 26 đến 35 tuổi với 451 chỉ tiêu, chiếm 24%. Còn lại là nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhóm tuổi 35 trở lên với 235 chỉ tiêu. Để tăng cường nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm bán thời gian vào những tháng cuối năm, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm bán thời gian dành cho người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương trình tọa đàm chuyển đổi việc làm ở lao động trẻ nên hay không của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.